Hai mọi người, lâu lắm rồi Tiên không có làm video là bởi vì có em bé nhỏ đó. Hôm nay thì cho em bé Phú đi học rồi cho nên là có thời gian rảnh để mà edit video cho mọi người xem nè. Thì đây là cái chuyến đi Côn Đảo của gia đình Tiên hồi dịp hè. Do là không có thời gian edit cho nên là hôm nay rảnh Tiên sẽ làm cho mọi người xem nha. Gia đình Tiên cha đang trên đường di chuyển qua Cần Thơ để mà đi tàu cao tốc ra Côn Đảo đó mọi người. Em bé Phú, em bé Thơ đây. Thì do là sáng sớm 7 giờ sáng tàu chạy cho nên là phải đi qua Cần Thơ sớm. Từ nhà Tiên đi qua Cần Thơ và nghỉ khách sạn này một đêm. Rồi sáng hôm sau cả nhà sẽ di chuyển ra bến bến tàu Mai Linh ở bến Ninh Kiều đó mới đi qua Côn Đảo được. Thì tối nay gia đình Tiên sẽ ngủ ở khách sạn này một đêm. Rồi mới đi qua Côn Đảo. Khách sạn tương đối là lớn luôn mà rất là rẻ, giá rẻ lắm, cả nhà có 3 giường luôn. Rồi, và sáng hôm sau thì gia đình Tiên di chuyển ra bến Ninh Kiều này cả nhà đây, bến Ninh Kiều và đó là cái chiếc tàu Mai Linh đi Côn Đảo đó cả nhà, tàu cao tốc Mai Linh. Thì tàu có hai cái loại vé, vé thường và vé VIP, thì gia đình Tiên đi vé VIP có giá là 980.000 một người và người ta xuất vé online cho mình luôn, mình chuyển khoản thì người ta xuất vé online cho mình và khi đến đó thì có cái người đứng check đó, check vé online thì check xong là mình được lên tàu đó cả nhà. Thì người ta đi rất là đông nè cả nhà. Đó, người ta kéo vali xuống để đi lên tàu rất là đông luôn á. Và hôm nay là cái ngày mà vừa hết bão luôn. Hai ngày trước là mới bão xong, hôm nay là vừa hết bão, tàu mới vừa chạy lại hôm nay luôn đó, thì là gia đình Tiên đi đó, đó rất là nhiều người xách vali để lên tàu đó cả nhà. Rồi bây giờ gia đình Tiên đi lên tàu nè cả nhà. Tầng VIP là ở trên tầng, còn ở dưới là vé thường đó cả nhà. Thì gia đình Tiên đi lên trên tầng VIP này thấy rất là nhiều ghế trống luôn đó, đây là khu VIP nè cả nhà, có rất là nhiều ghế trống. Một vé như vậy là 980.000 và em bé là 90%. Em bé nhỏ nữa là không tính vé nha cả nhà, em bé Phú không có tính vé luôn. Và đi từ Côn Đảo đi tới đi từ Cần Thơ tới Côn Đảo là 4 tiếng nha cả nhà. Tàu cập bến Côn Đảo là đúng 4 tiếng luôn. Và vé tàu thì bao gồm phục vụ ăn sáng trên tàu và nước uống luôn cả nhà. Ăn sáng thì chỉ có là mì ly thôi, nước uống thì gồm có Pepsi, Coca, cà phê sữa vân vân á. Chỉ tên trên tầng VIP này mới được phục vụ nước thôi, còn cái vé thường thì không có phục vụ nha cả nhà. Bạn nào mà bị say sóng nhiều thì nên mua thuốc uống, mua thuốc say sóng uống nha cả nhà, tại vì tới 4 tiếng đi trên tàu tới 4 tiếng rất là lâu và Tiên đã bị say sóng và chóng mặt, ói bé Thơ cũng bị luôn, rất là sợ đó cả nhà, nên là phải chuẩn bị thuốc nha. Còn bây giờ Tiên quay cả nhà xem, đây là cái phòng vệ sinh, còn ở ngoài này là cái chỗ mà để ban công để đi ra chụp hình ngắm cảnh nè. Cái này là tàu vừa mới chạy, tàu vừa chạy luôn, tàu vừa xuất bến luôn, à mọi người đi ra ngắm cảnh bến Ninh Kiều và chụp ảnh này, cảnh buổi sáng bình minh rất là mát mẻ, rất là đẹp luôn. Còn đây là cái phòng VIP dành cho gia đình. Cái phòng này có sức chứa được 7 người và có giá là 7 triệu một phòng như vậy. Ở trên đây là chỉ có một phòng duy nhất. Có ghế sofa rất là đẹp, rất là êm, nhưng mà ở trong đây vẫn say sóng nha cả nhà, chứ không phải là ở trong phòng này là mà không say sóng đâu. Tiên đi vô đây, Tiên dẫn bé Phú đi vào đây cho bé Phú ăn với lại quay cho cả nhà xem nè. Khi này thì cái phòng này hôm nay không có người đặt cho nên là nó trống, Tiên vào quay được. Trên đây thì có tivi, âm ly, đồ đồ đầy đủ hết. Cái phòng VIP rất là đẹp. Cái phòng này mà ai đi gia đình 7 người đó cả nhà là nên mua cái phòng này vô đây để có cái sự riêng tư. Và 7 người thì giá vé là 7 triệu một phòng, này chia ra mỗi người 1 triệu thì nó cũng tương đương với cái ghế ngồi ở ngoài thôi. Chứ không có mắc hơn. Và đi gia đình thì vào đây nó riêng tư, thoải mái hơn nha mọi người. Ta-da, gia đình Tiên đã tới Côn Đảo và tới Côn Đảo là 12 giờ. Bây giờ gia đình Tiên đi mua cơm niêu về khách sạn ăn, là do là có bé Phú nhỏ nên không có đi ra quán ăn được mà phải mua về khách sạn ăn như vậy đó. Tại bé nó nhỏ quá, nó đi theo nó sẽ quậy khóc á. Bây giờ là hơn 12 giờ mới được ăn ăn trưa nha mọi người. Đó, tàu cập bến là 12 giờ. Và Tiên đi đi xe điện đi tới từ bến tàu đi tới khách sạn là 50.000 đi xe điện. Tại vì từ bến tàu mà đi tới khách sạn của Tiên là hình như chừng không
300 400 mét gì hả cả nhà, là bến tàu cao tốc Mai Linh mới ở Côn Đảo, chứ không có phải là bến tàu ở cái bến đầm, bến tàu cũ của cái tàu tàu đỏ. Bây giờ thì ăn trưa và ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, chiều sẽ đi tắm biển nha mọi người. Wow, mới lên tàu mà thấy cảnh rất rất là đẹp luôn, Côn Đảo siêu đẹp luôn nha mọi người ơi, nên đi thử một lần. Bây giờ chiều rồi, gia đình đang đi tắm biển nè mọi người ơi. Cái biển Côn Đảo siêu đẹp luôn, một bên là biển, một bên là núi. Cảnh rất là siêu đẹp. Trời ơi mát mẻ, biển rất là trong veo, trong vắt. À, cát thì mịn màng, không có ốc, không có biển, không có sò. Thích lắm luôn, em bé Phú lần đầu tiên được đi tắm biển mà được tắm biển ở Côn Đảo nữa nha mọi người. Siêu thích luôn, cảnh đẹp cực kỳ. Trời ơi nhìn cảnh đẹp là mọi người, mây càng nhìn sao mây nó thấp thì mọi người nhìn đẹp cực kỳ luôn. Biển thì rất là lặng, ít sóng. Siêu đẹp, bé thơ rất là thích tắm luôn. Này em bé Phú lần đầu được đi tắm biển mà ngơ ngác mà rất là thích thú, muốn đi xa xa hơn nữa nè mọi người ơi. Tiên còn thích nữa, nói chi là em bé lần đầu ra Côn Đảo yêu Côn Đảo luôn, cảnh quá chừng đẹp. Cái chỗ Tiên tắm là bãi biển An Hải gần cầu tàu 914 hay này cả nhà. À lúc mới bắt đầu đi Côn Đảo thì Tiên cũng lo lắng là do vùng đất này là vùng đất linh thiêng á cả nhà, không biết là có nên dẫn em bé nhỏ đi không, rất là đắn đo suy nghĩ luôn. Nhưng mà sau một hồi thì cũng quyết định là đi, dẫn em bé Phú đi. Em bé Phú chưa được 2 tuổi và khi đi về thì rất là bình thường, vui vẻ, không có bị cái gì hết trơn á. Nên mọi người ai mà có em bé nhỏ mà đắn đo suy nghĩ là có nên cho bé đi Côn Đảo hay không, vì đây là vùng đất linh thiêng á, thì Tiên nói là nên đi nha, rất là đẹp, em bé nó rất là thích luôn á. Và đi về thì không có cái vấn đề việc gì hết, cho nên mọi người đừng có lo lắng nha. Đi về bé nó còn là thích thú hơn nữa đó. Nhưng mà lưu ý là khi dẫn bé nhỏ đi thì Tiên không có ghé những cái nơi âm u âm khí nặng nề á, ví dụ như là chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ hoặc là Nghĩa Trang. Đó, những cái đó thì Tiên không có dẫn em bé nhỏ đến nha. Và những cái người ở đây thì cũng được khuyên là nên không có dẫn em bé nhỏ đến những cái nơi mà không khí âm khí nó nặng như vậy á, nó không có tốt. Đó, Tiên chỉ dẫn em bé Phú đi ngắm cảnh, tắm biển và ngắm cảnh Côn Đảo thôi, chứ không có đi dẫn đi đến những cái nơi linh thiêng đó. Và mọi người lưu ý nha. Sau khi tắm biển xong rồi lên khách sạn ăn uống nghỉ ngơi thì tối gia đình Tiên đi ăn kem dừa Côn Đảo nha mọi người. Kem dừa Côn Đảo rất là nổi tiếng và rất là nhiều chỗ ăn, chỗ bán luôn. Và Tiên đi đến cái chỗ này thì ngay cái công viên của trung tâm Côn Đảo, chợ Côn Đảo đó mọi người. Đây,
Kem dừa Côn Đảo nhìn cũng rất là bắt mắt ha, ăn cũng rất là ngon luôn. Và rất là nhiều chỗ bán nha mọi người. Cái chỗ Tiên ăn thì được chị của Tiên ăn rồi cho nên chỉ đến đây ăn nè. Thì Tiên ăn thấy cũng siêu ngon luôn. Đi Côn Đảo là phải thưởng thức kem dừa nha mọi người, không ăn kem dừa là một thiếu sót luôn á. Đây, kem dừa đá muối Côn Đảo ở ngay công viên trung tâm Côn Đảo. Siêu ngon luôn cả nhà. Mà cả nhà ăn Xin chào cả nhà. Bây giờ là 8 giờ tối, view khách sạn chỗ Tiên ở nha. Đó, nó có cái ban công, đây là cái cửa đi ra ban công nè. Khách sạn chỗ Tiên ở, đây là tivi nè, bàn ăn rồi đó. Bây giờ qua ban công ngồi uống nước. Đây, view khách sạn, quay cho cả nhà xem view khách sạn buổi tối Côn Đảo nha. Đó, mà đây là màu xanh xanh này chính là nhà lồng chợ Côn Đảo, là lấy mà cắm hút nữa bán thực phẩm đó, gồm cá, rau, củ, quả rồi đó. Cho Tiên ở là khách sạn Hương Đào. Buổi tối không có thấy núi ở sau lưng đó cả nhà. Để sáng mai Tiên sẽ quay cảnh sáng cho cả nhà xem. View buổi sáng, còn bây giờ là view buổi tối. Đây, khách sạn Hương Đào chỗ Tiên đang ở đó, đang chạy vòng tròn đó. Hương Đào đó cả nhà. Nước ngon ghê, nghe mà ngon. Vậy hả? Này em bé Phú đang uống nước ép dứa với lại táo. Đây ly của Tiên, nước ép này là kế bên chỗ kế bên chỗ khách sạn Tiên ở luôn. Bây giờ thì uống thử một miếng coi ngon không nha. Siêu ngon luôn anh. Kệ nó hút, kệ nó hút thì anh ơi, dọc đâu mà dọc. Trời ơi, em bé Phú thích nước ép khóm với lại táo quá vậy. Rồi nước của con đâu, nước của con đâu, khoe con chú rồi. Nước con là gì nè, trà sữa hả, ngon không con? Được rồi, được rồi. Mày quay vậy cũng được. Đây là trà sữa Côn Đảo nha cả nhà. Không muốn ngồi mà bắt ghế nữa ngồi. Không muốn ngồi không? Dạ muốn. Ồ, Em trà sữa muốn Côn Đảo. Cứ quậy phải chờ luôn, nó uống cái một năm xong mẹ rồi. Quậy quá, em bé siêu quậy rồi, đòi uống uống hoài luôn nè. Ủa, đừng ăn nước đá, ăn thạch hết con. Ê, đó. View ơi, chợ Côn Đảo buổi tối. Nhà lồng chợ cả nhà, mấy cái đó là mấy cái quầy người ta bán đó. Xe đang chạy nè. Tiên đang ở trên lầu 3. Mời cả nhà uống nước với gia đình Tiên nha, ngắm cảnh Côn Đảo về đêm nha.